Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự Phan Thanh Quang, 19 tuổi, ngụ xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bắc Ninh khiến hai người thương vong để làm rõ tội giết người. Tại cơ quan công an, Phan Thanh Quang khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B, 19 tuổi, quê Tuyên Quang. Sau khi chia tay, chị B xuống Bắc Ninh làm việc và có quan hệ tình cảm với nam thanh niên 21 tuổi, quê ở Phú Thọ. Hoàng cho biết vì mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng này nảy sinh ý định giết người. Đến tối 24 tháng 10, biết chị B và bạn trai đang ở trong tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh. Quang đã xông vào, truy sát hai người. Dù việc khiến các nạn nhân đổ gục, nằm bất động trong nhà và ngoài đường. Chị B tử vong, còn nam thanh niên bị thương nặng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và bắt giữ Hoàng.